Mình nó gần hết pin rồi, mình không bật đèn LED được nên nó hơi tối một chút. Đó, đây. Hello, Nguyện xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là nhà Nguyện có con heo nái này, nó chuẩn bị sanh nè. Chắc tối nay nó sanh. Bây giờ là buổi chiều, khoảng 5 giờ chiều. Tối nay mình sẽ ra canh con heo nái này sanh, thì mình sẽ quay quá trình sanh cho các bạn xem. Con heo nái này thì Nguyện đoán chắc tầm 10 đến 12 con. Thấy nó bự, nó mập, chắc nó ăn nhiều nên nó mập, chứ cái bụng nó cũng không có được bự hơn. Cái bụng nó thấy hơi nhỏ. Thì ở đây Nguyễn có còn khoảng 4 5 con chuẩn bị sanh nữa. Có một số con thì đưa lên sàn đẻ, còn một số con thì còn ở dưới. Ở đây là bầy heo con mới tách. Bên đây là heo nái là trời xanh hết nè. Con nó sanh xong là mấy ngày nữa là mấy con bên đây là cũng chuẩn bị sanh. Có con này thì Nguyễn cũng chuẩn bị đưa lên. Ở dưới này còn nhiều heo mang bầu tầm 2 đến 3 tháng lắm. Giờ tối nay thì heo này sanh thì mình sẽ quay con heo này cho các bạn xem. Thấy nó bự con á chứ nó hiền khô à, mình đụng nó cũng bình thường à. Đút tay vô nó cũng không cắn đâu. Tại vì mình nuôi nó từ nhỏ đến lớn là nó quen rồi. Nè. Nó hiền khô à. Lứa này là lứa thứ hai nha các bạn. Chiều nay mình đổ cám cho nó ăn để cho nó có sức nữa nè. Mà nó không có ăn. Nó ăn chắc tầm chừng 200 gram à. Khoảng 3-4 bữa nay nó ăn ít lắm. Nó ăn tầm nửa ký thôi. Thì nếu mà nó ăn nhiều mình cũng không cho nó ăn nhiều đâu. Nếu mà nó ăn nhiều thì nó mập lắm. Nó mập là dẫn đến là nó khó sanh thì sẽ cực thôi. Nhưng mà những trường hợp đặc biệt thì mình cũng xử lý được hết á. Hay là cái con chim này nó nở rồi nè, bóp vú nó thì nó cũng có sữa rồi, để Nguyện kêu nó lật lại bóp cho. Nằm ra con, nè con nằm ra nè, nằm xuống. Đây Nguyện sẽ bóp vú thử nha, bóp vú heo nha. Ôi nó át xì chứ không phải nó giật mình, nó át xì rồi. Tới vú bên đây nè, vú này chưa có, phải thử vú này. Vú đây nè, nó có sữa nè các bạn, bạn nhìn kỹ nó sữa nè. Nó sữa này là biểu hiện là heo là nó gần sanh này nha các bạn ơi. Khi nào mà heo gần sanh nó mới có sữa, còn mà chưa sanh là nó còn chưa có sữa đâu. Nó bóp nó có sữa nè, vú trên này coi. Vú trên này chưa có, chủ yếu là mấy cái vú nằm cái dãy giữa này nè, vú nằm dãy giữa này nè. Nó bây giờ nó nằm ra vậy đó, thì tối mình sẽ ra mình canh cho nó. Còn bây giờ thì mình vô mình sẽ chuẩn bị đồ. Hiện tại bây giờ là 8 giờ nha các bạn. Heo mình nó đã sắp đẻ rồi. Thì mình mới phát hiện là nó đã bể nước ối. Đây. Đây các bạn thấy nước nó rớt xuống đó chưa? Đó, cái đó là nước ối của nó đó. Đó, nước ối ở dưới đó đó. Bây giờ là nó đang chuẩn bị đẻ. Mình sẽ quay nó đẻ cho các bạn xem. Trước khi heo nái đẻ thì các bạn sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết. Ví dụ như là chỉ để buộc rúng nè, kéo để cắt rúng nè, rồi oxytocin dùng để kích thích để con heo nó đẻ nhanh hơn. Còn ở đây là mấy chai móc mình chuẩn bị. Đây mình xài Hitamóc. Lúc trước mình xài Vetimoxin nhưng mà bây giờ hết rồi. Rồi một số cái khăn lau này á, dùng để lau cho heo con. Còn ở đây là đèn ấm và một cái sọt. Mình nên chọn những cái sọt mà nó có lỗ thông hơi nè. Lúc mà cái đèn này nó nóng quá là hơi nó bốc ra. Còn ví dụ như mình lấy cái phi mình cắt ra làm hai á,
thì hơi nóng, nếu mà nhốt tầm chừng 10 12 con á thì hơi nóng nó giữ vô đó, rồi thêm nhiệt của heo con nữa. Nó rất là nóng, rất là khó chịu, dẫn đến con heo nó rất là dễ mệt. Ở đây mình sẽ chuẩn bị hai cái sọt, thì mỗi sọt mình nhốt từ 7 đến 8 con thôi. Mình để một miếng vải lên trên này nè để cho nó đừng có bị trơn con heo. Nếu mà mình không để là con heo con nó giò nó rất là yếu, nó dễ bị trơn cái giò, nó té, nó bị đau chân. Thì các bạn để ý thêm một phần nữa, lúc mà con heo mẹ nó chuẩn bị sanh á là sữa nó ra rất là nhiều, nó bắn ra thành tia để mình bóp cho các bạn xem. Đó, sữa này nó chảy nè nè, nó bún thành tia luôn, các bạn thấy không nè, đó, nó bún giọt 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 thành tia luôn đó, nó nhảy ra tia tia vậy đó, là con heo nái nó chuẩn bị sanh rồi. Là các bạn phải lưu ý, chứ không phải mà nhất thiết là mình phải coi nó có cắn ổ hay không rồi nó mới sanh đâu. Các bạn kiểm tra vú nó, vú mà nó hơi có sữa một ít mới ra giống như nước trắng thôi, chưa dạng là sữa, thì heo đó có thể là ngày mai. Còn mà nếu nó đã ra thành sữa rồi mà có một số vú á nó đã chảy thành giọt rồi á là chắc cú là nó sẽ đẻ. Thông thường á heo mình nuôi với số lượng nhiều á là heo mình đẻ dao động là từ 9 tới 11 giờ. Cái đó là đa số heo mình nuôi thôi nha. Còn một số con thì đẻ ban ngày hoặc khuya hơn cũng không chừng. Nhưng mà mình nuôi khoảng 13 đến 15 nái á là đa số heo là từ 9 tới 11 giờ lại đẻ giờ đó. Tuy rằng 5 6 giờ chiều nó cắn ổ đó, nhưng mà tới giờ đó nó mới đẻ. Có một số con đẻ 7 8 giờ cũng có. Như thường thường đó mình là khoảng 10 giờ. Mình đỡ đẻ tầm đến 3 giờ sáng, có con mà đẻ nhiều 18 19 con mình đẻ tới 6 giờ sáng. Mấy ngày đó là đuối luôn. À, con heo mình nãy giờ nó cũng khoảng 7 phút rồi nó bể nước ối mà nó chưa có ra được. Thì bây giờ mình sẽ can thiệp vô để mình thăm dò cái heo con nó ra tới đâu nha. Nhưng mà các bạn lúc mà thăm dò thì các bạn nên rửa tay bằng xà phòng cho sạch, rồi bắt đầu chúng ta sẽ bôi dầu ăn lên, rồi chúng ta học cứ từ từ thôi, chúng ta đừng gấp nha. Để bây giờ mình sẽ thăm vô mình kiểm tra coi heo nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ thọc tay vô mình kiểm tra, nhưng chúng ta sẽ đút vô từ từ thôi, tại vì heo mình nó đẻ là tử cung nó đã nở rồi thì mình có thể đút vô được. Mình đút vô từ từ thôi. Con heo nằm mà các bạn mới đút tay vô nha, con heo ngồi là các bạn không bao giờ đút tay vô nha. Con nó còn ở trong này nè. Này cái giò nó ra trước nha các bạn. Mình sẽ cố gắng mình kéo từ từ cho nó ra. Đây, heo con mình sẽ kéo nó ra từ từ. Wow, có thể nó to quá đó. Đây, nó chuẩn bị ra nha. Đây, đây là con heo đầu tiên. Con bò nha. Nó ra là các bạn phải chùi cái miệng nó liền nè. Bạn phải chùi chùi cái miệng nó liền. Rồi các bạn cầm chân nó, các bạn vỗ vỗ lưng như nè, cho cái nhớt cái trong mũi nó xuống, rồi mình chùi dịch miệng nó, vừa chùi vừa bóp cái mũi nó cho cái nước trong mũi nó ra, không thôi là nó bị ngọt đó. Cái này heo con đỡ đẻ thì các bạn đỡ đẻ bình thường thôi, các bạn đừng sợ gì hết á, các bạn cứ đụng mạnh tay bình thường, các bạn không có sợ nó bị đau hay bị gì hết trơn á. Heo con là nó bình thường, không phải như em bé đâu, em bé thì mình còn sợ mình còn lo, còn heo con thì bình thường không có gì hết. Chúng ta dỗ dỗ nè cho ra cái dịch trong mũi nó chảy ra. Trường hợp mà con heo mà mới ra mà nó hơi bị ngộp, nó yếu á, nó thở không được, các bạn cũng phải làm vậy nghe. Trường hợp mà nặng nữa là các bạn phải đút mũi vô, đút miệng vô, chứ các bạn phải hút cái mũi nó. Các bạn nè,
đút cái miệng vô hút cái mũi nó ra, dịt mũi nó mới ra được, nên ta mới cứu được con heo. Còn mà các bạn mà không chịu hút á là các bạn sẽ mất nó đó. Đây là một con heo đầu tiên. Bây giờ mình sẽ buộc cúng nó. Mình chùi cho nó sạch đi, bắt đầu mình sẽ buộc cúng và mình cắt cúng nó. Nếu mà chúng ta làm theo khoa học á thì chúng ta sẽ dùng cồn iốt để sát khuẩn cái cọng dây này, nhưng mà mình thấy không cần thiết đâu. Mình làm vẫn ok bình thường. Rồi người ta sẽ dùng bột lăn để giữ con heo ấm. Mình cũng không cần làm cái đó. Tại vì mình thấy cái đó làm cũng được mà không làm cũng được. Mình sưởi ấm như vậy thì nó cũng đã được rồi. Rồi cúng này thì chúng ta dùng kéo cắt bỏ thôi. Mình sẽ bỏ con heo vô trong đây để cho nó giữ ấm đó. Đó. Con heo này rất là to nha, nên nó đẻ hơi khó. Thường thường heo mà nó bể nước ối là nó đẻ ra liền, còn heo này là nó chưa chịu ra nữa. Rồi con đầu tiên rồi. Sẵn đây mình cũng nói với các bạn luôn, các bạn thấy con heo này là mới ban đầu là con heo con nó đã bự rồi, nó ra đã khó rồi, nếu mà mình không can thiệp là nó sẽ không ra được, nó sẽ bị ngợp đó. Mà nếu mà các bạn mà nghe người này người kia nói là đẻ một con thứ nhất sẽ chích oxytocin thì heo sẽ đẻ nhanh và mình sẽ khỏe. Cái đó là một sai lầm nha các bạn. Các bạn mà phải đợi con heo nó gặn, khi nào ví dụ như các bạn đón trong bụng nó là tầm 10 đến 12, 15 con, thì ví dụ như là 15 con thì các bạn thấy heo mình nó đẻ tầm 10 con đến 12 con mà nó gặn không nổi nữa thì các bạn hãy chích oxytocin để hỗ trợ cho nó. Còn các bạn mà con đầu tiên mà đẻ khó như vậy rồi á, con heo nó bự nữa mà các bạn chích oxytocin vô á là nó sẽ không gặn ra được. Rồi mấy con sau bắt đầu nó sẽ kéo ra liên tục luôn, nó dồn trong đó, nó sẽ ngợp hết. Nên các bạn lưu ý cái vấn đề mà chích oxytocin vào một cái thời điểm nào cho nó thích hợp, chứ không phải bắt buộc con heo nào cứ đẻ ra một con là phải chích nha. Những con heo mà nó đẻ nhanh, đẻ lẹ thì chích ra suôn sẻ thì mình không nói gì, mà trường hợp giống như con này đi, mà con heo mà nó bự quá bự, nó bị kẹt, các bạn chích oxytocin nó ra không được nè, rồi mấy con sau nó dồn lại nè, là cái đàn heo của mình nó sẽ bị hao hụt nhiều. Nên các bạn cân nhắc thời điểm mà chích oxytocin và mình xem cái tình hình con heo của mình để mình chích. Đây là con heo thứ hai nó ra nha các bạn. Đây con heo thai thứ hai nè, đây mình kéo y cúng nó ra nè. Đây là con heo thứ hai, nó cũng là heo bò luôn. Cái này do nó đẻ heo bò nhiều á, là mình phối tinh con heo bò á, là nó sẽ ra heo bò nhiều. Mà với trường hợp là heo mà giống địa phương ở đây để là heo nhiều máu rồi đó. Còn mà heo mà hai máu á, các bạn phối tinh bò nó cũng không ra bò được nha. Nó chỉ ra bông chứ không ra bò được nha. Đây là con thứ hai. Mình buộc cúng cách khoảng một lóng tay là được. Rồi xong rồi mình bỏ vô cái với anh em của nó. Đây anh em của nó đẻ xong rồi ngủ phê nè. Đó, đây là hai con. Rồi một tí nữa thì nó đẻ tiếp thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây nè các bạn, đây là con thứ ba nè nha. Đó, con thứ ba nó ra rồi đó. Đây mình sẽ chùi cho nó. Đây là con heo thứ ba nha các bạn. Đó, mình mới đẻ xong, nãy mình gỡ cái điện thoại mình không có quay. Giờ mình làm xong rồi mình bỏ vô, đây là con thứ ba. Mình phải đốt đèn ấm để giữ nhiệt cho nó ấm.
Heo này chắc mình đoán chắc nó đẻ ít rồi các bạn ơi, heo này nó đẻ heo con quá trời bự rồi, chắc 10 con là cùng rồi. Đây, heo mẹ nó muốn đẻ nữa hay gì nè, nó muốn gặn nè, cái đuôi nó dảnh nè, đó chắc nó ra nữa đó, nó ra rồi đó. Đây quá trình của heo con ra này nha các bạn, đó. Cái con này nó nhỏ, nó đẻ ra rất là nhanh luôn. Cái con trước ra mới tầm chừng 3 phút à, bắt đầu là đẻ con này ra luôn rồi. Đây, con này thì hơi bé hơn mấy con khác. Đây mình bỏ vô luôn 4 con. Heo chuẩn bị đẻ nữa nha các bạn. Đây, heo con nó chuẩn bị ra nữa nè. Nó đang gặn đó. Cái điện thoại mình nó gần hết pin rồi, mình không bật đèn LED được nên nó hơi tối một chút đó. Đây rồi, đây là con thứ năm, nó đã đẻ xong thì bây giờ mình cũng bỏ chung với anh em của nó luôn đó. Đây được 5 con rồi, bây giờ mình sẽ chờ nó đẻ tiếp thôi. Thì bây giờ hiện tại có một trường hợp đẻ khó nữa nè. Bây giờ mà nó gặn nãy giờ là đã 30 đến 40 phút rồi mà heo nó chưa ra được. Nó gặn nước ối nó vẫn ra hoài vậy đó, nhưng mà nó không ra. Bây giờ mình sẽ đút tay vào, mình can thiệp, mình sẽ đem heo con ra để tiếp heo mẹ. Thao tác chúng ta làm cũng như lúc nãy, chúng ta đút vô nhưng mà chúng ta cũng đút từ từ thôi. Coi heo nó đi tới đâu rồi mà nó chưa có chịu ra. Heo nó nằm còn sâu quá, rồi cái đầu nó ra trước nha. Tới đây rồi mà còn không chịu ra, nằm cho nó hoài. Mình sẽ kéo con heo này ra, con heo này ra đầu trước. Ra đầu trước rồi mình mệt lắm. Nó ra giò trước á, mình kéo cái giò nó rất là dễ luôn. Hỏi con heo nó ra đầu trước nó lì lắm. Mà trường hợp mà mấy con heo mà nó ra khó á, mình phải thọt dây vô nữa. Nhưng mà ở đây là thường thường là mình chưa có thọt dây lần nào hết á. Mình dùng tay mình kéo nó ra, mình bấm vô hai cây găng của nó, mình kéo nó ra. Đây. Đây là con heo lì nè. Heo lì đòn mà nó cũng bự to lắm. Để mẹ nó gặn nãy giờ biết bao lâu luôn. Chẳng 4 5 lần nước nó ra ào ào luôn mà nó không chịu ra. Lì quá lì, bò là lì. Đây mình buộc rúng nó. Nhiều khi mình không buộc rúng nó vẫn được, nhưng mà cái rúng nó thòng dài quá, nó rớt xuống cái kẽ của cái miếng nhựa này nè, nó bị vướng làm cho con heo con nó bị đau. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ con heo này vô chung với bầy nó. Hiện tại là mình được 7 con rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con rồi. Cái này cây đèn ấm các bạn, nó chói đỏ nên nó hơi không rõ lắm. Để một tí nữa mình đốt đèn điện lên, mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ cái ổ điện của mình nó có 3 chui và mình xài hết rồi. Hiện tại heo mình bây giờ nó đã đẻ được 7 con rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho 7 con này ra bú mẹ nó.
Giờ sữa mẹ nó cũng cũng căng rồi, con này chắc cũng ít sữa, thấy cái vú nó không được bự lắm. Giờ mình sẽ cho nó ra bú. Sữa mẹ nó dưới này nó chảy ướt hết chân nè. Quá bự luôn, nên chắc để ít, mình nghĩ chắc 7 con này hoặc 8 con là dữ lắm rồi. Giờ mình cho nó bú, các bạn thấy con bò nó dành nó bú. Sau khi heo nó đẻ xong được một ít á, các bạn phải cho nó bú sữa đầu nha. Heo bắt buộc phải bú sữa đầu nó mới có sức khỏe và sức đề kháng nó mạnh được. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó bú, rồi mình sẽ canh tiếp khoảng 30 phút nữa xem coi còn con nào hay không. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sau khi mình thọt tay vô mình kiểm tra lần cuối á, thì mình phát hiện là còn một con nữa. Thì hiện tại bầy heo mình sẽ là 8 con nha các bạn. Thì các bạn xem video của mình á, thấy video của mình hay thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like để ủng hộ mình. Mình hẹn các bạn vào những clip đã đẻ heo tiếp theo, xem những con heo nào mà đẻ nhiều nhất. Các bạn nhớ đón xem heo hai máu của mình nha. Heo hai máu của mình là hồi lứa rồi là 5 con đẻ ra 99 con, đó là nái CP hai máu nha các bạn. Con đẻ thấp nhất là 17 con và con đẻ cao nhất là 22 con nha. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha.